2019 là một năm bùng nổ của giới khởi nghiệp Việt Nam và họ bước vào năm 2020 với tâm thế sẵn sàng gặt hái thêm nhiều thành công hơn nữa. Thế nhưng sự bùng nổ của đại dịch COVID-19 và những dấu hiệu đầu tiên của tình trạng khủng hoảng tài chính khiến viễn cảnh tươi đẹp trở nên ảm đạm hơn. Sự việc WeFit tuyên bố phá sản đã khiến các start-up tại Việt Nam rút ra được nhiều bài học trong điều kiện bình thường mới. Vậy các công ty khởi nghiệp có thể làm gì để duy trì sự sống của mình ngoài việc cắt giảm chi phí vận hành? Làm thế nào để vực dậy mạnh mẽ hơn hậu đại dịch? Hãy cùng tìm lời giải qua phóng sự sau đây của chúng tôi. WeFit, start-up được coi là Uber trong lĩnh vực phòng tập, tuyên bố dừng hoạt động. Lý do được đưa ra là bởi khó khăn về tình hình kinh doanh và tài chính không lường trước được do tình hình dịch bệnh COVID-19. Vốn hoạt động của ứng dụng phòng tập này bị cạn kiệt hoàn toàn. Cú ngã ngựa của WeFit đã ảnh hưởng không ít đến cộng đồng khởi nghiệp tại Việt Nam. Hào phấn của cái startup Việt Nam nó bị sụt giảm, nó bị nhụt chí. Những người khác họ nhìn vào họ thấy là khởi nghiệp không khó. Các ứng dụng công nghệ đấy thì về sau là ảnh hưởng đến các nhà cung cấp dịch vụ. Bây giờ có một cái ông WeFit mới ra đời thì các nhà cung cấp dịch vụ bắt đầu họ cũng cẩn thận. Và đặc biệt là user người dùng, hàng trăm ngàn người dùng bây giờ họ bảo là bây giờ ông tin, nộp tiền trước họ tin, biết đâu ông ra đi sao, tôi đòi tiền. Cũng là một doanh nghiệp khởi nghiệp, nhưng Base.vn đã có thể đứng vững được qua mùa dịch. Doanh nghiệp này cho biết, như nhiều công ty khác, khi dịch COVID-19 xuất hiện, các nhân viên của Base thực hiện làm việc từ xa. Đây vừa là thách thức, cũng vừa là cơ hội để đội ngũ lãnh đạo thử nghiệm những cách phối hợp từ xa hiệu quả trong quá trình chuyển đổi số của doanh nghiệp. Theo Base.vn, để WeFit không là cú nổ đầu tiên cho làn sóng phá sản của startup Việt trong năm 2020, các doanh nghiệp startup buộc phải hành động cẩn trọng hơn trong điều kiện bình thường mới. Đó là vấn đề quản lý vận hành, quản lý nhân sự và cả dòng tiền. Đối với thị trường chung thì mọi người đều có gọi là tác động chung một cách nhất định. Ngoài khó khăn về dòng tiền thì các doanh nghiệp họ còn gặp khó khăn về vấn đề là gọi là làm việc. Nhưng mà đối với các doanh nghiệp mà làm về startup thì mình nghĩ là mọi người sẽ vẫn luôn là chiến đấu hết mình. Đương nhiên nó sẽ không thể mà tăng trưởng nhanh thần tốc giống như ngày xưa. Nhưng mà nó đổi là một cái đó là mọi thứ nó trong một cái gọi là healthy, nó an toàn hơn so với hồi trước. Nhân sự, tài chính là hai trong số nhiều yếu tố quyết định thành công mà cha đẻ ứng dụng học tiếng Anh Monkey Junior nhắc đến khi nói về chặng đường khởi nghiệp. Từ giải nhất cuộc thi sáng kiến toàn cầu năm 2016 tại Mỹ, Monkey Junior hiện có hơn 5 triệu phụ huynh tại 100 quốc gia trên toàn thế giới sử dụng. Công thức thành công thì gần như là không có. Đấy là một quá trình. Và những cái điều kiện tiên quyết đó là không thể thiếu, đó là bạn phải thực sự đam mê và có khát vọng cao những cái bạn đang làm. Đi trên con đường khởi nghiệp thì bạn phải trang bị cho bản thân mình rất là nhiều những cái kiến thức liên quan khác. Ví dụ như kiến thức về quản lý, kiến thức về tài chính. Năm 2016, chính phủ đã phê duyệt đề án hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025. Theo đó, trọng tâm hỗ trợ 800 dự án, 200 doanh nghiệp khởi nghiệp. Đề án này được cộng đồng khởi nghiệp kỳ vọng sẽ tháo gỡ những khó khăn trong cộng đồng khởi nghiệp hiện nay. Cái việc mà đầu tư trực tiếp cho startup là hoàn toàn nhà nước có thể đầu tư ban đầu. Thì tôi nghĩ đấy là một cái rất là lợi thế mà hiện nay các nước mà đang phát triển về khởi nghiệp như là Ấn Độ hay là như Mỹ, họ cũng đều là như thế. Các chuyên gia nhận định, startup muốn thành công bền vững, không có cách nào khác là phải chứng minh được sự tăng trưởng trong hoạt động kinh doanh, thậm chí là phải tăng trưởng cả khi không có tiền đầu tư. Bên cạnh đó, việc đẩy mạnh bổ sung nhân tài vào đội ngũ để có một tâm thế sẵn sàng, thích nghi với điều kiện bình thường mới là rất quan trọng. Những điều kiện này sẽ phần nào giúp các doanh nghiệp khởi nghiệp có thể đứng vững, vượt qua khó khăn để vực dậy nền kinh tế.